Dạ em xin chào tất cả quý bà con đã đến với kênh YouTube của Thành Thịnh Nông Cơ nha. Dạ thì địa chỉ cửa hàng ấp Mỹ Điền, xã Mỹ Long, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang ạ. Số điện thoại cửa hàng qua số 0858335778 ạ. Dạ rồi thì hôm nay em làm một video ngắn giới thiệu tất cả quý bà con mình những cái mẫu bơm nước mà sử dụng motor Nhật Bản như motor mới nè. Đó, hiện tại mình thời tiết mình đang mưa quý bà con nè. Đang vô thời tiết mưa nè, đó. Nên sử dụng những cái bộ bơm này khá là cần thiết cho quý bà con mình làm vườn ha, hoặc là làm ruộng hay là bơm nước ra, hoặc là chắc nước để khi mình xử lý cây ăn trái. Đó, thì trước mắt bà con mình là hai bộ bơm em sử dụng motor Nhật Bản cũng như motor mới, thì tùy theo quý bà con mình nhu cầu sử dụng những loại motor nào thì cứ liên hệ với em ha. Dạ đây, hai bộ này đang lắp cho khách nè. Một bộ là sử dụng một motor mới của hãng VTC, cái dòng 3 ngựa quý bà con. Cái dòng 3 HP nha. Hàng mới trong thùng. Còn một cái con là sử dụng motor 3 ngựa luôn của hãng FE nè, motor Nhật Bản nha. Cái con này là 3.7 kW, cái hàng này motor 3 pha 5 ngựa, xuống pha thì còn khoảng là 3 HP ha. Còn con kia là 2.2 kg, là hàng mới đủ ha. Đó thì đây là sử dụng cái dàn láp sắt ha, sử dụng nhông sên. Thì những con motor công suất lớn này thì mình chỉ sử dụng nhông sên quý con. Rồi nó dễ bị xuống lắm tại công suất nó lớn quá. Chứ mình sử dụng những cái đầu bò lớn à thì cái lực mà sử dụng của nó sẽ không ok nha. Rồi thì đây em lắp cho khách là một bộ sử dụng cái đầu bò sắt và một bộ sử dụng đầu bò inox. Thì inox 304 nha, inox dày. Đó. Thì cái này còn 6 kg ngoài, con này 7 kg ngoài vậy bà con. Nó cũng đầu bò rất là nặng nha. Thì nếu mà motor 3 ngựa như thế này thì mình sử dụng cái đầu bò này là 1 tấc 6 đi cái ống 1.68 á. Đó đây là dàn láp nè. Thì tùy quý bà con mình sử dụng những cái dàn láp sắt hay là láp inox gì đó thì cứ liên hệ em á. Bên em có một loại là nguyên con vậy là sắt, một loại là tiếp inox, láp inox cái phần này sắt, còn một loại là sắt, còn một loại là inox gạt kia hết ha. Đó. Thì tùy theo nhu cầu mình sử dụng những cái bộ nào cứ liên hệ với em thôi, giá từ 1.3 triệu cho tới 1.9 triệu. Còn cái đầu bò sắt này tầm khoảng 300.000. Cái này hồng ra làm 168 nha, 6 cánh quạt. Còn cái này là vậy luôn. Cái này là inox nè, 6 cánh luôn, hồng 168. Đó, thì ngoài ra bà con mình có thể là kết hợp với cái bộ GLE mà lắp chung với khởi động từ như thế này nè. Thì mình cứ giao cho trời thôi. Thì nước đầy thì nó chạy, nước cạn thì nó ngắt. Em bên em có hai hộp nè. Sử dụng cái khởi động từ thì nó bảo vệ cái GLE này nó sẽ bền hơn á. Và một cái bộ này cũng tương tự như vậy. Đó. Một bộ như thế này là 350.000 bao ship á, thì nó sẽ bảo vệ cục này rất là bền luôn. Thì bên đây nó giống nhau hoàn toàn, thì con này em chỉ lắp thêm cho quý bà con mình một cái đồng hồ báo volt thôi để mình biết nó có điện hay không có điện và điện mạnh điện yếu ra sao ha. Trên đây nó sẽ hiển thị cho quý bà con mình cái nguồn điện mình tại đó là bao nhiêu volt ha. Khi mình bắt điện vào thì nó sẽ hiển thị số volt trên đây. Thì cái hộp này em đấu sẵn rất là tiện nha. Đây, nó có hai đường nè, một vào một ra nè. Thì cái đường vào này quý bà con mình chỉ cần câu điện nguồn ở nhà mình vô ha. Còn cái ra này chỉ cần mình kéo một đoạn dây thì mình lắp với motor mình thôi. Thì cái phao nó kéo xuống nè. Thì nước đầy thì nó sẽ chạy và nước cạn nó ngắt ha. Rất là tiện nha. Thì một hộp như thế này kèm thêm mà con mình hai cái phao nữa. Đó. Thì cái này nó trên nhau chỉ có 25.000 quý con. Đó. 350 với 375.000 thôi, rất là tiện. Đó. Thì bên em vẫn nhận lắp đặt những cái bộ motor nhỏ nha. Công suất từ 1.5 HP mới nghĩa địa, 2 HP mới nghĩa địa cũng như là 3 HP như vậy ha. Đó thì quý bà con mình cứ tham khảo nha, xem có nhu cầu sử dụng những cái bộ nào thì cứ liên hệ với em á. Hoặc là chỗ mình không có điện á, thì mình có thể là lắp đặt những cái máy xăng nha, hoặc là những cái dạng bơm bùn như thế này. Mình vừa bơm bùn mình thể bơm nước được ha, mình chỉ gỡ ra mình lắp mình bơm thôi. Đó. Thì như em đã chia sẻ lắp thì bên em có 3 loại với con. Đây. Một loại thứ hai là loại là tiếp inox lắp inox nha, phần cung bằng sắt nè. Còn một loại thứ ba là tiếp lắp inox và phần cung inox luôn ha. Nó như thế này con. Tùy theo mình sử dụng là nhông sên hay là curo ha, thì mình cứ chọn thôi. Dạ rồi, thì bà con mình có quan tâm có nhu cầu sử dụng những cái dòng sản phẩm này cứ liên hệ với Thành Thịnh nhé. Dạ rồi, mưa to quá em không có tiện làm tiếp thì em xin phép tạm dừng video đây nha. Dạ rồi, em xin cảm ơn ạ, em xin chào ạ.